Xin kính chào quý thầy cô ở 13 tỉnh. Thứ nhất là Trà Vinh, thứ hai là Hòa Bình, thứ ba là Đắk Lắk, thứ tư là Hà Giang, thứ năm là Đà Nẵng, thứ sáu là Quảng Bình, thứ bảy là An Giang, thứ tám là Bắc Ninh, thứ chín là Ninh Bình, thứ 10 là Gia Lai, thứ 11 là Hưng Yên, thứ 12 là Hà Tĩnh và thứ 13 là Đắk Nông. Rất là hân hạnh chúng tôi xin được làm việc với quý thầy cô để giới thiệu cuốn sách khoa học lớp 5 thuộc bộ Cánh Diều. Xin hỏi quý thầy cô là tiếng có rõ không ạ? Nếu mà rõ thì các thầy cô có thể viết vào cái phần chat. Vâng, các bạn đã trả lời rồi. Vâng, rồi, cảm ơn. Được rồi ạ, rõ ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Rồi, thế là xin phép quý thầy cô chúng ta bắt đầu. Thì chúng tôi chỉ có 20 phút thôi ạ. Và vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta sẽ không có điều kiện để giao lưu. Hy vọng là vào cái dịp tập huấn sách sẽ lại được gặp lại tất cả quý thầy cô ở 13 tỉnh thành. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ xin, cho tôi xin bắt đầu. Phần trình bày của chúng tôi hôm nay thì gồm có 5 phần ạ. Phần thứ nhất là thông tin chung, phần thứ hai là mục đích biên soạn và đối tượng sử dụng của cuốn sách, phần thứ ba là cấu trúc của cuốn sách, phần thứ tư là một số điểm mới nổi bật của cuốn sách, và cuối cùng là giới thiệu với quý thầy cô một số cái tài liệu bổ trợ để hỗ trợ cho việc dạy và học của chúng ta. Chúng tôi xin đi vào phần thứ nhất ạ. Phần thứ nhất là sách của chúng ta thì tôi xin giới thiệu, tôi là Bùi Phương Nga, là tổng chủ biên và kiêm chủ biên cuốn khoa học lớp 5. Các tác giả thì gồm có tiến sĩ Phạm Hùng Bắc, phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thanh Hội, thạc sĩ Phùng Thanh Huyền và tiến sĩ Lương Việt Thái. Cuốn sách thì được nhà xuất bản Đại học Sư phạm thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam thực hiện. Điểm tiếp theo là mục đích biên soạn của cuốn sách. Thì sách khoa học được biên soạn nhằm cụ thể hóa quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình môn khoa học năm 2018 nhằm hình thành cho học sinh các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học. Đặc biệt, cuốn khoa học năm chúng tôi xin nhấn mạnh là đã chú trọng đến việc thực hiện giáo dục STEM. Đây là một trong những cái xu hướng giáo dục được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, và trong những năm qua thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo của chúng ta cũng rất là quan tâm. Về các cái đối tượng sử dụng sách của chúng ta thì gồm có học sinh, giáo viên lớp 5 và phạm vi sử dụng là tất cả các trường tiểu học trong cả nước. Phần tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu nhanh về cấu trúc của cuốn sách. Cuốn sách gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là hướng dẫn sử dụng sách và mục lục. Tiếp theo là phần nội dung chính của chúng ta thì gồm có 6 chủ đề. Và phần cuối cùng là bảng tra cứu thuật ngữ. Về cấu trúc, về phân bổ thời lượng của trong cuốn sách này như sau. Chủ đề 1 là chủ đề chất thì gồm có 12 tiết. Chủ đề 2 là chủ đề năng lượng cũng được 12 tiết. Chủ đề thực vật và động vật là 11 tiết. Chủ đề vi khuẩn là 7 tiết. Chủ đề con người và sức khỏe là 15 tiết. Và chủ đề sinh vật và môi trường là 6 tiết. Tổng thời lượng dành cho kiểm tra đánh giá là 7 tiết. Ở đây các thầy cô lưu ý là chúng ta sẽ chỉ cần 2 tiết cứng, tức là 1 tiết để chúng ta kiểm tra đánh giá học kỳ 1, 1 tiết chúng ta kiểm tra đánh giá học kỳ 2. Còn lại 5 tiết tương đối mở để quý thầy cô có thể sử dụng cho 6 cái chủ đề. Thì trong cái chủ đề này thì chúng ta thấy là ở chủ đề nào học sinh của chúng ta cần nhiều thời lượng thì các thầy cô dựa vào cái kế hoạch của nhà trường, các thầy cô có thể bổ sung thêm.
thời gian cho cái chủ đề đó. Hoặc như chúng tôi đã nói, chúng ta chú trọng đến đổi mới phương pháp thì chúng ta sẽ dành thời gian, ví dụ nếu có những cái nội dung, những cái bài học mà các thầy cô cần dạy học theo dự án hoặc là thực hiện giáo dục STEM thì lúc đó sẽ cần nhiều thời gian, thì các thầy cô có thể lấy vào số 5 cái tiết còn lại mà chúng ta dành để kiểm tra đánh giá. Như vậy là chúng ta thấy là ngay cái phân phối thời lượng dạy học của sách khoa học lớp 5 Bộ Cánh Diều cũng rất là linh hoạt và rất là mở để các thầy cô có thể áp dụng phương pháp hoặc là sử dụng thời gian phù hợp với trình độ học vấn, trình độ tiếp thu các cái nội dung của nhà trường chúng ta. Về cấu trúc của một bài học trong sách thì chúng ta thấy là đầu tiên là phải có tên bài rồi đến mục tiêu của bài học. Và chúng tôi xin nhấn mạnh là mục tiêu của mỗi bài học đều là thể hiện được cái yêu cầu cần đạt ở trong chương trình khoa học 2018. Cho nên nếu các thầy cô đã đảm bảo dạy học sinh đạt được mục tiêu của bài học, tức là đã đạt được những yêu cầu cần đạt của chương trình. Đặc biệt, các cái nội dung kiến thức trong một bài học thì được chia ra thành những cái mục nhỏ, và mỗi một mục thì đều được trình bày theo một cái tiến trình hoạt động, từ hình thành kiến thức đến luyện tập đến vận dụng. Và để giúp cho học sinh học tập thuận lợi hiệu quả thì trong sách đã có các ký hiệu để chỉ dẫn các cái hoạt động học tập. Các ký hiệu này thì được sử dụng thống nhất từ sách khoa học lớp 4 đến khoa học lớp 5 và là cơ sở, là tiền đề để học sinh có thể học ở khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở. Đầu tiên thì chúng ta thấy có cái hình ảnh bóng đèn tỏa sáng là thể hiện cái ký hiệu là mở đầu, gắn kết vào bài học. Tiếp theo là những cái ký hiệu như là cái kính lúp, là học sinh sẽ quan sát làm việc với các hình ảnh ở trong sách. Rồi có cái phần câu hỏi là các em sẽ trả lời câu hỏi hoặc là các em thảo luận. Hình ảnh của cái lọ thí nghiệm và cái kính hiển vi, tức là yêu cầu học sinh hoặc là làm thực hành hoặc là làm thí nghiệm. Và hai bánh xe răng cưa nối với nhau thể hiện là yêu cầu các em cần phải luyện tập và vận dụng. Và chúng ta thấy chú ong vàng vẫn tiếp tục theo học sinh lên đến lớp 5 đó, thì nhằm cung cấp thông tin hoặc là đưa ra lời nhắc nhở cho các em. Đặc biệt ở một số bài thì chúng ta thấy còn có mục em có biết để cung cấp thông tin mở rộng cho học sinh. Và chốt lại kiến thức của mỗi một bài học, mỗi một đơn vị kiến thức đó là cái ký hiệu chìa khóa thể hiện những cái kiến thức chủ yếu của mỗi phần hoặc cả bài học. Và sau đây tôi xin giới thiệu với quý thầy cô một ví dụ minh họa một cấu trúc của một bài học. Và chúng tôi chọn bài số 10 là bài về sự sinh sản ở động vật đẻ trứng và động vật đẻ con. Chúng ta nhìn lên bài trên màn hình, các thầy cô sẽ thấy ngay dưới tên đầu đề có hai cái chấm thể hiện, đấy là yêu cầu cần đạt ở trong chương trình và được chuyển thành mục tiêu của một bài học. Và nhìn vào bài này, chúng ta sẽ thấy là bài này sẽ có ba đơn vị kiến thức. Đơn vị kiến thức thứ nhất là sinh sản ở động vật, thứ hai là sinh sản ở động vật đẻ trứng và thứ ba là sinh sản ở động vật đẻ con. Và nhìn vào các trang sách thì chúng ta sẽ thấy là thể hiện tất cả những cái ký hiệu mà tôi vừa mới giới thiệu với thầy cô. Chúng ta thấy ở trang này là có chú ong vàng cung cấp thông tin này, có hình ảnh hai bánh xe răng cưa thể hiện là bài tập luyện tập và vận dụng này. Sang cái phần cung cấp cái, hình thành kiến thức mới thì chúng ta thấy có cái kính lúp để học sinh để quan sát hình ảnh, rồi có câu hỏi để các em thảo luận. Và ở trang tiếp theo thì chúng ta thấy trên màn hình đó là mục em có biết mở rộng về thông tin về sinh sản của cá heo, vân vân. Và cuối cùng chốt lại đấy là chìa logo chìa khóa. Giờ chúng tôi xin sang cái phần chính của buổi giới thiệu ngày hôm nay.
Đấy là một số điểm nổi bật của cuốn sách, và chúng tôi xin giới thiệu với quý thầy cô có 5 cái điểm nổi bật của cuốn sách. Và lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng điểm một. Điểm nổi bật thứ nhất là sách của chúng ta được tiếp cận với tiến trình khoa học tự nhiên, giúp học sinh tiếp cận với tiến trình khoa học tự nhiên. Tiếp theo là tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để góp phần hình thành năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh. Thứ ba là sách của chúng ta có thế mạnh trong việc giáo dục cho học sinh các phẩm chất chủ yếu như là yêu nước và trách nhiệm. Và thứ tư là sách có thế mạnh trong việc góp phần hình thành các năng lực chung như là năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Và cuối cùng, chúng tôi giới thiệu với quý thầy cô là sách sẽ giúp quý thầy cô đổi mới, đánh giá quá trình học tập của học sinh. Bây giờ xin phép thầy cô chúng ta đi vào từng phần một. Tôi xin minh họa một số ví dụ để chứng tỏ là trong sách của chúng ta đã hỗ trợ học sinh tiếp cận về tiến trình học tập khoa học tự nhiên. Về học tập khoa học tự nhiên, chúng ta thấy đặc trưng đó là gì? Khi các em tiếp cận với thế giới tự nhiên xung quanh thì lập tức các em sẽ nảy sinh những thắc mắc, và những thắc mắc đó sẽ được biến thành câu hỏi. Ngày xưa chúng ta dạy học thì chúng ta thường là đưa ra một cái bộ câu hỏi của chính giáo viên, sau đó hỏi học sinh và mong đang muốn là học sinh trả lời được những câu hỏi mà chúng ta đã đề ra. Nhưng về tiến trình hoạt động khoa học tự nhiên và theo cái phương pháp mới thì điều mong muốn của chúng tôi là dạy cho học sinh biết cách đặt câu hỏi. Vậy quý thầy cô mà càng phát huy được trí lực của học sinh tự đặt ra những câu hỏi thắc mắc về những sự vật hiện tượng tự nhiên trong thế giới sinh vật thì chúng ta càng thành công. Và khi các em đã đặt được câu hỏi rồi thì lúc đó các em đưa ra được dự đoán về các sự vật và hiện tượng xảy ra ở xung quanh các em. Và trong màn hình thì chúng tôi minh họa một cái thí nghiệm, và thí nghiệm này thì là tìm hiểu về cái độ hòa tan hoặc là không hòa tan của chất. Và như vậy thì các em sẽ phải dự đoán là trong những cái hỗn hợp mà đưa ra như vậy thì có những cái chất nào tan hoặc không tan vào với nhau. Sau khi mà các em đã dự đoán rồi thì chúng ta lại muốn học sinh phải đề xuất ra được cái phương án để các em làm thí nghiệm, hoặc là đề xuất ra phương án để các em thực hành. Đây là một cái ví dụ để giới thiệu là cung cấp cho học sinh có một cái bộ dụng cụ mạch điện và sẽ giúp học sinh yêu cầu học sinh phải đề xuất ra cách mắc điện sao cho đèn sáng. Tiếp theo, khi mà các em đã đặt ra được câu hỏi, đã đưa ra được dự đoán, đã đề xuất ra được các cái làm thí nghiệm để chứng minh hoặc là kiểm tra lại cái dự đoán của mình, thì lúc đó các em phải quan sát, phải thu thập các thông tin, rồi hoặc các em phải làm thí nghiệm vào để các em tìm kiếm ra những cái câu trả lời một cách khách quan, đối chiếu với dự đoán ban đầu. Và các em phải rút ra được nhận xét, kết luận, giải đáp cho câu hỏi, cho vấn đề đã được đặt ra ban đầu. Như vậy tất cả những cái ý trên đấy chính là học sinh đã được học tập theo tiến trình học tập khoa học tự nhiên. Ở cái tiếp cận với tiến trình học tập khoa học tự nhiên thì chúng ta thấy là học sinh còn được làm các cái thí nghiệm, và ở ví dụ này chúng ta thấy là học sinh được hướng dẫn cách chuẩn bị thí nghiệm, cách tiến hành thí nghiệm, nhưng học sinh lại phải dự đoán kết quả là nếu làm thí nghiệm như vậy thì điều gì sẽ xảy ra. Như vậy là trong dự đoán của học sinh thì có thể là dự đoán trước khi làm thí nghiệm, hoặc là dự đoán những cái hiện tượng sự vật mà các em quan sát được. Tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu đến điểm thứ hai, đấy là cuốn sách hỗ trợ các thầy cô đổi mới phương pháp dạy học để góp phần hình thành năng lực tự nhiên cho học sinh. Chúng ta thấy đặc trưng của môn học khoa học đó là gì? Đấy là học sinh được sử dụng phương pháp quan sát, học sinh được làm thí nghiệm.
Và trên màn hình là minh họa một số cái ở bên tay phải của các thầy cô là hình ảnh quan sát một số các cái nguyên nhân gây xói mòn đất và quan sát những cái biện pháp phòng chống xói mòn đất. Nhưng mà học sinh sẽ phải nối xem là nguyên nhân gây ra biện pháp xói mòn đất thì những biện pháp nào tương ứng để hỗ trợ làm giảm thiểu cái phòng chống cái xói mòn đất. Hoặc là ở trên màn hình chúng ta có một cái ví dụ về thí nghiệm để tìm hiểu sự biến đổi trạng thái của chất. Và với cái thí nghiệm này, phần sau chúng tôi sẽ nói là chúng ta có rất là nhiều cái thí nghiệm, các thầy cô có thể sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột hoặc là phương pháp hoặc là giáo dục STEM cho học sinh. Đấy, là chúng tôi đã phân tích là chúng ta có thể sử dụng các phương pháp dự án, phương pháp bàn tay nặn bột và giáo dục STEM cho học sinh. Điểm mới thứ ba là sách có thế mạnh trong việc giáo dục cho học sinh các phẩm chất chủ yếu như là tinh thần yêu nước và trách nhiệm. Phần này tôi cũng xin phép là đi nhanh. Ví dụ, giáo dục phẩm chất yêu nước là thông qua giáo dục tình yêu thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Rồi giáo dục phẩm chất nhân ái là hình thành cho học sinh yêu quý, trân trọng con người với các cái biểu hiện như là tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới. Rồi các cái biểu hiện là các em chăm sóc chính bản thân mình để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì của các em. Rồi các em sẽ lập ra được những cái danh sách để tìm ra những người tin cậy có thể hỗ trợ các em khi cần thiết, và các em không chỉ giúp đỡ mình còn có thể là hỗ trợ các bạn khác. Đối với tinh thần giáo dục phẩm chất và trách nhiệm thì học sinh sẽ có ý thức phòng tránh những cái bệnh do vi khuẩn gây ra, và học sinh có ý thức tiết kiệm các cái năng lượng chất đốt và năng lượng điện. Phần thứ tư tức là cuốn sách của chúng ta có thế mạnh trong việc hình thành các năng lực chung, thì như chúng tôi đã nói đấy là năng lực tự chủ và tự học, rồi năng lực giao tiếp và hợp tác, rồi năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến cái tạo điều kiện cho điểm thứ năm cho giáo viên đổi mới và đánh giá quá trình học tập của học sinh. Ở đây các thầy cô tôi muốn đi sâu vào cái phần này một chút, bởi vì cái phần đánh giá là sẽ rất là quan trọng. Các thầy cô mà đánh giá học sinh, muốn đánh giá học sinh như nào thì thể hiện dạy học của trên lớp sẽ là như thế. Chúng tôi muốn nhấn mạnh với các thầy cô đấy là cái đánh giá quá trình. Đánh giá quá trình là thế nào? Là trong toàn bộ tiến trình của bài học, từ các cái câu hỏi bài tập sẽ ở khâu gắn kết, rồi ở khâu khám phá kiến thức và hình thành kỹ năng và luyện tập và vận dụng, thì các thầy cô đều có thể đánh giá quá trình học tập của học sinh. Và các cái câu hỏi, các bài tập ở trong sách giáo khoa thì sẽ giúp các thầy cô vừa là công cụ để các thầy cô tổ chức dạy học tích cực, vừa là công cụ để kiểm tra đánh giá quá trình dạy học của học sinh. Ví dụ như tôi quay trở lại lúc nãy tôi lướt qua cái phần giáo dục cái năng lực giao tiếp và hợp tác chẳng hạn, thì ở đây chúng ta thấy là nếu các thầy cô dạy tốt thì các thầy cô có thể đánh giá được cái năng lực này của học sinh. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là cái năng lực giao tiếp của học sinh trong môn khoa học nó sẽ khác với năng lực giao tiếp thông thường. Vì vậy khi các thầy cô muốn đánh giá cái năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh thì học sinh phải sử dụng được những từ ngữ khoa học để các em trình bày về những vấn đề đã học. Ví dụ khi tìm hiểu một cái vật dẫn điện và vật cách điện thì các em phải là giao tiếp với nhau và chia sẻ xem là các em sẽ phải đề xuất là làm thế nào để các em có thể tìm hiểu vật này là dẫn điện, vật kia là cách điện, và các em phải sử dụng những từ chuyên môn để chia sẻ với nhau, thì đấy năng lực giao tiếp nó là ở chỗ đấy.
Tiếp theo, đấy là tôi muốn nói với các thầy cô muốn minh họa lại về cái đánh giá. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái phần mà tôi trình bày là nó sẽ liên hệ logic với nhau. Và tiếp theo là tôi xin giới thiệu với quý thầy cô một số cái công cụ đánh giá được hiển thị ở trong sách giáo khoa khoa học bộ cánh diều lớp 5. Đó là cái câu hỏi và các loại bài tập và thang đánh giá. Đây trên màn hình của các thầy cô là một trong rất nhiều ví dụ về các cái câu hỏi mà các thầy cô vừa là công cụ để truyền tải nội dung mới đồng thời lại có thể đánh giá được học sinh. Ví dụ như là học xong cái phần bài trong cái mục bài trong bài nam và nữ ở phần tôn trọng bạn cùng giới và khác giới thì câu hỏi đưa ra là học sinh phải nêu thêm ví dụ về thái độ việc làm thể hiện sự tôn trọng bạn cùng giới và khác giới. Rồi em có đồng ý hay không đồng ý với thái độ việc làm nào dưới đây và vì sao? Như vậy với cái câu hỏi này các thầy cô có thể đánh giá luôn cái quá trình học tập của học sinh và đánh giá luôn học sinh ngay ở trên lớp. Và làm thế nào thì ở phần dưới tôi sẽ nói, tức là chúng ta sẽ có cái vở bài tập để hỗ trợ các thầy cô đánh giá luôn được ở trên lớp khi các em làm ở vở bài tập. Tiếp theo tôi giới thiệu một số các cái loại bài tập. Ví dụ có những bài tập sử dụng hình ảnh, rồi các cái bài tập thực hành. Chúng ta nhìn thấy cái logo thực hành ở đây. Rồi các cái bài tập tình huống. Và giới thiệu với các thầy cô là các cái thang đánh giá. Ở đây tôi đưa ra một cái ví dụ về cái tự đánh giá của học sinh ở cái mức độ thực hiện thì các em tự đánh giá là tốt chưa tốt, và quan trọng hơn là nếu mà các em chưa có bảo vệ được sức khỏe thể chất của tinh thần của mình mà chưa tốt thì các em sẽ phải tự đưa được ra cách khắc phục, và như vậy các thầy cô có thể đánh giá luôn được kết quả học tập của học sinh. Và cuối cùng là một cái ví dụ về tự đánh giá. Phần cuối cùng là mục 5 thì chúng tôi xin giới thiệu bên cạnh sách giáo khoa của chúng ta thì còn có sách giáo viên thì hỗ trợ cho các thầy cô để các thầy cô có thể xây dựng kế hoạch bài dạy. Rồi có vở bài tập khoa học lớp 5 để giúp cho các thầy cô có thể thay thế các cái phiếu bài tập của học sinh và có thể dùng cho học sinh làm bài tập, các thầy cô có thể đánh giá ngay ở trên lớp. Và đặc biệt bộ cánh diều mạnh ở chỗ là học liệu điện tử ở cái học 10.vn sẽ bao gồm các sách giáo khoa phiên bản điện tử, các bài tập tương tác và một số video để hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô. Rất là cảm ơn và chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công trong năm học mới. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý thầy cô và rất là hy vọng gặp lại quý thầy cô.